Thưa quý vị, 12 chữ mang tính chất từ khóa trong triển khai quy hoạch và phát triển liên kết vùng đó là truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện, bền vững. Với phương châm, quan điểm, xuyên suốt, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, là nguồn lực, động lực phát triển. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng khi chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng diễn ra hôm nay. Thời gian qua, 7 trên 20 dự án quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng đã được khởi công và đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công tiếp 8 dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 6,28%, quy mô GRDP chiếm 30,4% GDP cả nước, GRDP quý 1 tăng 6,16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh là vùng đầu tiên và duy nhất cả nước đến nay có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 chiếm 38,6% tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước và cao nhất trong 6 vùng kinh tế. Thu hút FDI năm 2023 đạt gần 17,4 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu cả nước. Lòng tin của người dân được tăng cường củng cố, tinh thần khí thế phát triển và đổi mới sáng tạo được thúc đẩy. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả vùng đã đạt được và cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế. Thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ 12 chữ mang tính chất từ khóa trong triển khai quy hoạch và phát triển liên kết vùng. Nó truyền thống, liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện nhưng phải bền vững. Tại sao lại truyền thống? Người ta phải phát huy cái văn hóa truyền thống lịch sử. Cái thứ hai tại sao phải liên kết? Vì cái sự liên kết còn đang lòng lẻo. Về phương châm, quan điểm xuyên suốt, Thủ tướng nhấn mạnh lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, động lực phát triển. Rồi thúc đẩy ba cái đột phá chiến lược, rồi tập trung phát triển các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế vùng. Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức, nói thật làm thật, hiệu quả thật và lưu ý không hy sinh an sinh xã hội không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng đôn thuần đẩy mạnh thông tin truyền thông với tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng